Toàn thể quý vị khán giả, những người thân yêu đang đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Quý vị thân mến, như mọi khi thôi, ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau vào lúc 21 giờ tối thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Chương trình Nhanh Như Chớp do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn nhà tài trợ chính LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Ngày hôm nay chúng ta lại gặp gỡ nhau và chúng ta sẽ gặp gỡ nhiều người chơi nữa, những con người dễ thương vui tính. Có những người thì lần đầu tiên em thấy hôm nay lần đầu tiên cũng nhiều ạ. Có những người chơi hoài chưa bao giờ thắng, nhưng mà rất tiếc là ai cũng nghĩ là người đó sẽ thắng nhưng mà không thắng. Anh có hiểu không? Không, chắc chắn là không rồi, chắc chắn là không rồi. Nhưng mà lát nữa họ ra thì em hãy nói đó, người đó là ai cho anh biết. À, chứ những khuôn mặt anh nhìn thấy ở dưới thì cũng là sưng sỏ đó. Sưng sỏ à. Mình làm ra chuyện đàng hoàng là mình đọc người ta nghe không rõ lên. Thực ra thì em đều đàng hoàng hết đó, em đọc rất là đàng hoàng, còn không may hiểu thì vậy thôi. Em xì nói chuyện dễ quánh, em đọc đàng hoàng ai không hiểu thôi. Mình phải đọc cho người ta hiểu chứ. Em đọc cho người ta hiểu á, bởi vì những người thông minh ai cũng hiểu em nói gì hết trơn luôn á. Giống như anh Giang, ngày nào cũng em nói với anh Giang cái gì cũng hiểu em hết rồi. Bé nó chưa hiểu vấn đề của gì ơi. Chẳng lẽ những người ra không nghe em, không hiểu em là không thông minh hả? Em thì em đâu có nói gì đâu, em nói là ý em là vậy đó. Ý mình nói là dạ, em sẽ cố hết sức mình. Nếu có gì không phải em mong một người bỏ qua cho. Dạ, đây là những gì em muốn nói. Cảm ơn chị. Trời, riết rồi thiệt. Quý vị, tôi mới thấy đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Dạ, chị nói vậy thôi và tiếp tục chương trình. Kính thưa quý vị, đội đầu tiên rất là dễ thương à. Ngoại trừ từ dễ thương thì em không biết phải giải thích như thế nào nữa. Đó là, dạ, đó là Phương Mỹ Chi, Trang My và Tăng Phúc. Xin mời. Trời đất ơi, nhỏ cháu tôi lần đầu tiên chú thấy con đi chơi game show này luôn á. Dạ đúng rồi, con thích lắm, nhà con coi hoài mà con chưa có cơ hội đến đây để chơi. Nhà khi con ở nhà con coi là con được bao nhiêu câu đúng? Bình quân thì là con suy nghĩ hơi chậm á, cho nên là chắc đúng cỡ. Ủa nhưng mà thường thường chương trình mình có bao nhiêu câu vậy chứ? Có bao nhiêu câu vậy chứ? Vậy là cũng có chương trình khác phải không? Lộn chương trình phải không? Không có, nhưng mà ý là con coi ra con trả lời thôi chứ con không có đếm câu hỏi. Thì có mười mấy câu vậy đó. Dạ mười mấy câu thì chắc con được có 10 câu. Wow. Thưa quý vị, bé nói có hai sự mâu thuẫn. Thứ nhất là nó nói đã hỏi, ủa chú chương trình bao nhiêu câu, là mâu thuẫn thứ nhất. Con coi nhiều lắm. Mâu thuẫn thứ hai là trời chú ơi con trả lời chậm lắm, trong vòng 2 phút mà con trả lời được 10 câu chắc con thành 20 phút rồi. Ý là cái câu hỏi đi ra là con bấm pause lại rồi con ngồi con ngẫm nghĩ khoảng một ngày. Khoảng một ngày. Mình chưa hiểu bé thôi anh ơi. Trời ơi, mới ngày nào hai chú cháu còn đi châu Âu ha, nó đứng tới đây tôi này trời. Ồ. Bữa nay nó lớn dữ trời. Rồi Trang My nè, hôm nay mặc có đầm sao? Dạ. Tím vậy. Để cho có sự may mắn một chút ạ. Dạ, nhưng mà thật sự bây giờ thì cảm giác con nó lo lắng nhiều hơn. Sao lo lắng? Giống như là lần trước con tham gia cái mùa đầu tiên rồi thì ở nhà mới nói là thôi bây giờ con mẹ nói thiệt con biết cái này nè, thì con tham gia những cái chương trình gì về ăn uống hoặc là con hát á, cái gì con giỏi thì con hãy tham gia. Còn những cái gì về kiến thức thì thôi con né né chút mẹ xíu. Mẹ nói thì... hả? Dạ đúng rồi. Con khá chỉ có cha mẹ hiểu thôi quý vị. Nhưng mà con lần này tham gia thì con lại lén đi, không cho biết luôn. Không cho mẹ biết. Dạ. Rồi thôi. Rồi đây Tăng Phúc,
Dạ. Lần đầu tiên tham gia chương trình này đúng không? Dạ đúng rồi. Chương trình này là có nhiều cái sự lắc léo trong câu hỏi, mục đích nhằm là mang nhiều cái tiếng cười, nhiều cái bất ngờ cho người xem. Dạ. Nên chúng ta hãy cố gắng vui vẻ thôi, không có gì áp lực cả. Dạ, tại vì em cũng không áp lực gì mấy, tại vì em hay bị mọi người nói là em kể chuyện không mắc cười á. Trong chương trình này ai càng không mắc cười thì càng tạo cho quý vị nhiều tiếng cười. Ok. Đó, em hy vọng là vậy. Đó. Ok. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Mời hai cháu về vị trí. Dạ. Rồi, mời ba bạn. Thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đâm chồi nảy lộc, trai già măng mọc có gì lạ đâu. Xin mời xuất hiện trên sân khấu Quốc Khánh, ST Sơn Thạch và siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Trời ơi. Mình đứng ở đâu xa xôi được không ta anh? Không, anh đứng sát luôn. Đúng không? Tại vì cả nước biết Yến cao, cả nước biết anh lùn rồi. Phải ai muốn nhanh cũng được đâu, phải ai muốn nhanh cũng được đâu. Đúng không? Ba đâu phải muốn ai mà cao mà đi kết quốc giỏi như vậy cũng được đâu. Đi cũng đúng luôn. Ở Việt Nam mà đi kết quốc mà giỏi nhất có ai ngoài Võ Hoàng Yến? Đúng chưa? Trời ơi, nở mũi nở to quá. Thiệt mà. Sướng. Em là cái gì cũng tốt, nhưng có cái này không ok thôi, chứ không. Em tỉnh táo lắm anh, hôm nay em đứng đây em rất tỉnh táo luôn đó. Đúng rồi, cái người mà nói mình tỉnh táo thì có nghĩa em là... Em tỉnh như một cái táo luôn mà. Đó, bắt đầu mặn rồi đó. Thấy chưa? Thì thưa quý vị, kế bên Yến là có Quốc Khánh, một diễn viên hài trẻ được rất nhiều người yêu thương vì duyên dáng. Ngày hôm nay Quốc Khánh đã thay đổi phong cách, thường khách chơi là quần jean, áo thun hay là đó, quần tay áo sơ mi bình thường, hôm nay mặc vest của ba. Thôi tự nhiên hôm nay rất là trân trọng dữ ba, vậy. Ba cho bộ áo vest làm của hồi môn. Không, em mới mua. Mà sao làm mua gì mà sao tự nhiên em đâu phải là cái kiểu này đâu. Sao mình không mua đúng size mà mua dư size vậy? Không. Cái khen người ta là over size mà. Anh không hiểu, tại chị Harry hiểu em, tại vì cái này là cái form của Hàn Quốc. Form của Hàn Quốc. Vậy là đẹp đúng không? Đó, rồi tới ST nè. ST là lúc nào xuất hiện cũng phải là tóc tai đẹp, quần áo lúc nào cũng đẹp. Thật ra thì hôm nay em đến đây với tư cách là vệ sĩ của siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Trời xỉu. Hai vệ sĩ rồi hả? Khánh đây. Giờ lại mới qua đây. Dạ sướng à. Sướng ra liền luôn. Ngày hôm nay hy vọng cái đội hình giải cứu công chúa chúng ta sẽ giành chiến thắng. Mời vào vị trí B. Chinsu, vạn món ngon bùng vị. Từ mùa này thì chúng ta có cái gì anh? Tiền thưởng cũng tăng. Đội thắng đêm nay nếu vòng đặc biệt thì chắc chắn là có thêm 60 triệu. Còn không tính vòng đặc biệt thì đội thắng mang về 18 triệu. Đội thua mang về 12 triệu. Đội thắng mang về mỗi người một cái loa Bluetooth của LG tên là X-Bum Go. Là cái này hả anh? Không phải, cái này bồng trong. X-Bum kìa anh. Em biết cái loại đó rồi, cái loại nó nhỏ. Đúng rồi. Có thêm chữ Go nữa. LG luôn trong tim tôi. Rồi, đội thua là 12 triệu và mỗi người một cái bộ tai nghe không dây của LG tên là Thin Free. Đó. Bây giờ vòng đầu tiên, ai muốn thi trước đi nào? Mời chủ tịch. Ủa vệ sĩ đi trước kỳ vậy? Không, công chúa đi ra đi rồi, công chúa bị gì vệ sĩ phóng lên sao? Wow, vậy luôn hả? Ok, trời ơi, mình bị cái là khóc được chỗ. Rồi, Võ Hoàng Yến và... Ai đây? Anh trước đi. Ai? Anh thi muốn thi trước, anh thi trước hả? Tôi bị chi lên luôn. Tăng Phúc, mời. Okay. Thưa quý vị, ngày hôm nay bắt đầu trận chiến là Tăng Phúc và Võ Hoàng Yến, ai sẽ lên ghế trước đây? Thường thì bạn chữ cái là ABC đúng không? Ai là A thì đi đầu đi. ABC mà theo thứ tự xếp chữ thôi. Đây là Tăng Phúc A gì đây? Bạn đổi A nói gì vậy? À đổi A đổi B hả? Tính tới vậy luôn hả? Trời ơi, bạn chữ bụ vậy luôn. Trời. Anh đâu có hiểu em gì. Trời. Ăn táo rồi tỉnh nha. Ăn táo rồi tỉnh. Quan trọng là em nó chịu không đã? Dạ không sao, kính lão đắc thọ. Kính lão đắc thọ đó chữ kìa. Kính lão đắc thọ. Rồi, mời lão thọ lên. Ủa là... Lên. Ông Hải. Là em đi hả?
2 phút dành cho Võ Nguyễn, nhanh như chớp. Trời ơi trời, quá dễ luôn. Yên ơi dễ lắm Yên ơi. Anh nói những trả lời đệm nhục anh. Vì sao người ta gọi cô gái đang ế là thánh yêu? Đối chữ đang ế là thánh yêu. Thiếu anh là ôi sao khó như vậy mà cũng trả lời được vậy. Trời ơi, chủ tịch mà. Ủa đúng hả? Câu này là đố vui mà nó mang cái tính chất thả thính. Như vậy là mình hay gặp những người nói trời em ơi, hãy bóp nát cái tim anh đi trước khi tự nó là hủy hoại nó. Vì sao người ta gọi cô gái đang ế là pháp sư? Pháp sư. Vui vui thính thính rồi đó. Pháp sư. Phú sa. Đang ế là pháp sư hả? À. Để hay đãi bùa đó anh. Không chính xác. Ủa năm nay cái kia cái này nó làm mạnh quá vậy. Vì em biết mọi thứ trừ yêu. Ủa cái này khó ra. Pháp sư là trừ gì? Trừ yêu tinh á. Pháp sư là trừ yêu. Trừ yêu là cái người pháp sư họ trừ yêu ma. Còn cái cô gái là trừ yêu ra thì cái gì cũng biết. Có nghĩa là đáng ế. Trừ yêu tức tức nha. Bạn sẽ tìm thấy gì giữa đồi? Giữa đồi. Chữ ô. Chữ ô. Lên. Hay thế. Thì đồi đồi. Ô y ôi đồi đồi huyền đồi. Là chữ ô đó. Nếu 8 người xây xong bức tường trong 10 giờ, vậy 4 người còn lại xây trong mấy giờ? 8 người xây trong 10 giờ, 4 người còn lại cũng 10 giờ. Không, chính xác. Đáp án là không. Vì 8 người xây rồi. Trời, tưởng mỗi người đều xây, 8 người đều xây 10 giờ. Tính ra mỗi người là xây xong rồi, không mà. Xây nữa. Các bạn phải nghe nè. Nếu 8 người xây xong bức tường trong 10 giờ, xây xong. Vậy 4 người còn lại xây trong mấy giờ? 4 người còn lại đi về ngủ. Tức nha, từ từ lại nha, gấp quá nha. Đây là đối chữ. Bình nào không nghịch. Bình nào không nghịch. Bình thuận. Lên. Wow. Quá dễ. Nghịch thuận. Hay quá cô Yến. Quá dễ. Vĩnh gì biết bay? Vĩnh Long. Lên. Đứng ở đâu cao nhất? Đứng ở đâu cao nhất? Tôi đâu từ suy nghĩ kỹ kỹ nha, không có đơn giản đâu. Ở đâu cao đối nhất? Đối chữ nha. Đối chữ hả? Chứ đừng nói đứng trên đỉnh. Đó, đó là sai nha. Đứng đâu cao nhất? Cao nhất là... Đứng đâu? Chị đứng trên máy bay á. Đứng trên máy bay. Không chính xác. Đối chữ là gì? Đối chữ là cái chữ một là nói lái hoặc là thêm chữ hoặc là thêm cái chữ kia vào để tạo ra một cái nghĩa. Đáp án là đứng đầu. Ủa sao vậy, đơn giản vậy? Đơn giản thôi. Trong bài hát không thể cùng nhau suốt kiếp, hai người chia tay khi nào? Bài này mình có reaction nè, không thể dùng. Lúc mà thông báo tới là có là phải Phương Bảo Đại phải đi ra ngoài Hà Nội. Trong cái lời bài hát, trong cái lyric. Chúng tôi đang hỏi là trong bài hát, không nói là trong MV. Chị lúc trong nào? Trong cái lyric. Trong lyric. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Biết. Thế cùng nhau suốt kiếp. Không biết. Ủa không biết hả? Ở trong kiếp này. Không biết sao? Không có biết, không có thuộc rồi. Đáp án là hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa lạ. Là thứ ba. Câu tiếp theo, kênh nào không có nước chảy qua? Kênh TV, kênh truyền hình. Lên. Mỗi đêm tôi được bảo phải làm gì và mỗi sáng tôi làm những gì được bảo nhưng tôi vẫn bị bạn mắng, tôi là gì? Mỗi đêm. Hết giờ. Mỗi đêm tôi được bảo phải làm gì và buổi sáng và mỗi sáng tôi làm gì đó thì bị chửi, tôi chính là cái đồng hồ báo thức. Ê, em đi hỏi nhiều rồi, bây giờ em hỏi anh câu được không? Hỏi đi. Đố anh luôn á, là bây giờ cái câu hỏi nào mà mình hỏi người đối diện mà người ta không bao giờ trả lời là vâng được? Họ đang ngủ. Không, ngủ nhiều khi ngủ ế vậy chứ. Ngủ rồi hả? Không. Cũng lớn mớ được nha. Đang ngủ sao vâng được? Không, vẫn lớn mớ được mà. Đang sao lớn mớ được? Ngủ chưa? Vẫn ngủ rồi. Thôi đừng chấp nhận câu trả lời đi. Có một câu không bao giờ được hết. Chấp nhận câu trả lời đi. Anh đang ngủ đây em hỏi. Ủa anh đang ngủ hả? Anh đạp anh dậy, anh cũng phải dậy thôi. Vâng. Anh ngồi dậy thì làm sao anh biết em vừa học cái gì? Không thuyết phục ạ. Em mới là không thuyết phục á. Không thuyết phục ạ. Cái câu của em anh không biết kết quả là gì, nhưng mà cái đáp án của anh là thuyết phục. Và kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình. Đó. Bây giờ Võ Hoàng Ý mang về 2 đáp án liên tiếp chính xác, chúc mừng. Sự trẻ trung và nhiều khi là cũng rành lắm. Tăng Phúc mang về được bao nhiêu đây? Mời sự trở lại của Tăng Phúc. Rồi, hai câu. Hai câu em.
đừng hoang mang. Hai nhiều câu chợt nha. Anh Phúc ơi, hãy vững tin. Chợt nha. Bình okay. tĩnh anh ơi. Em sẽ cố gắng. Lên. Chúc em may mắn nha. À, cái cảm xúc em lần đầu tiên ngồi trên ghế này như thế nào em? Dạ, nhà em coi trên TV hoài mà lần đầu tiên thì em ngồi trên cái ghế này thì cũng cũng sao? Cũng thoải mái. Cũng thoải mái hơi rung chút. Bình thường em có hay thu âm cho chị Harry. Không biết chị có nhận ra em không, nhưng mà em nghe chị hát hoài thì nhưng mà không biết lúc nói chuyện thì em không nói nhiều, không biết là chị đọc em nghe sẽ có được rõ hay không. Thì ý là em chị hát thì em có nghe rồi, em đã thu cho chị mà, cho nên là không biết là em đang phân vân cái gì đó. Hát là vì phải học thuộc lời mới hát được. Cổ này là nhìn chữ tới đâu mình đọc tới đó. Thì số phận em cũng vậy. Tại vì dù gì mình cũng có cái duyên đúng không? Dạ. Hẹn gì hồi nay nhìn mà thấy quen lắm luôn. Không, ở nhà chị không nhận ra em đâu. Ồ. Thôi bây giờ cố lên nào. Tăng Phúc đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu, đố chữ nha. Vì sao người ta gọi cô gái đang ế là thánh yêu? Là thiếu anh. Chính xác. Ê, được đó, được đó, được đó. Rồi, lại là đố vui. Vì sao người ta gọi cô gái đang ế là pháp sư? Pháp sư? Pháp sư hả? Ừ, cái này là thả thính á. Đây là câu này, là câu kiểu như là thả thính đó. Pháp sư? Phương pháp. Khó quá, cụ thể hơi khó. Cụ thể, không chính xác. Khó quá. Đáp án là vì em biết mọi thứ trừ yêu. Trời ơi. Có cảm thông y chang chị. Trời ơi, chị yêu ma. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đố chữ. Bạn sẽ tìm thấy gì giữa đồi? Giữa đồi. Chữ ô. Chính xác. Em phải lắng nghe và em phải hiểu câu chuyện thì em mới trả lời được cái đáp án này. Dạ. Nếu 8 người xây xong bức tường trong 10 giờ, vậy 4 người còn lại xây trong mấy giờ? 4 người còn lại không xây gì hết, tại vì 8 người kia xây xong rồi. Chính xác. Hay quá. Trời ơi, em hay quá. Câu hỏi tiếp theo, bình nào không nghịch? Đố chữ. Bình thuận. Chính xác. Em giỏi vậy. Rồi, câu hỏi tiếp theo, vĩnh gì biết bay? Vĩnh gì biết bay hả chị? Đố chữ nha. Vĩnh gì biết bay? Vĩnh. Vĩnh. Vĩnh vĩnh. Vĩnh Tuyên Kim. Vĩnh Tuyên Kim. Vĩnh Tuyên Kim. Em cứ liệt kê ra đi. Em cứ liệt kê ra. Em biết vĩnh gì? Vĩnh Long. Chính xác. Cái câu này thì chưa chắc ạ. Đứng ở đâu cao nhất? Đứng ở đâu cao nhất hả? Đố chữ nha. Là đứng gì đây? Đứng đầu. Đức chính xác. Đặt, chính xác. Ủa? Sao em biết câu này? Đức đầu là sao, là trên này là đức đầu hả? Là cao nhất nè. Bạn trả lời đúng nhưng bạn hiểu lầm. Mà may sao đúng. Bạn nghĩ đức đầu là trên đầu là cao nhất, mà đức đầu là đức đầu tiên đó. Đứng ở đâu cao nhất cả? Đó thì mọi người là em lại nghe nữa rồi. Em tưởng là ai đức cái gì á? Đức cái gì á? Quên. Em nghe gì? Em nghe gì? Nghe đức cái gì á? Đức cái gì hả? Đức dạ. gì cao nhất là đức đầu là trên đầu. Đức đầu là chết liền. Lỡ thuộc về ai? Đứng đầu. Trong bài hát không thể cùng nhau suốt kiếp, hai người chia tay khi nào? Em hát thử đi. Trời, em hát karaoke bài đó hoài luôn á. Không thể cùng nhau suốt kiếp. Tại vì không thể cùng nhau suốt kiếp thôi. Thì em hát thử đi, em hát đi. Thuộc đầu hát. Em không thuộc bài đó. Ôi trời. Đã. Chị có biết đây là đây nói tại gì? Tại gì à? Chia tay. Chia tay, rồi, không chính xác. Đáp án là hôm ấy là thứ ba, là ngày ta trở nên xa lạ. Ủa, thứ ba liên quan gì xa lạ là sao? Ủa, em không hiểu câu hỏi hả? Không. Ý là cái lý do gì hai người xa nhau? Hỏi lại nào. Trong bài hát không thể cùng nhau suốt kiếp, hai người chia tay khi nào? Khi nào chứ phải là lý do. Lỗi tại ai? Thôi cả. Đâu dám chống đối còn gặp lại mà.
thưa quý vị, là quý vị cũng biết là chương trình của chúng tôi là có cái gọi là cái việc sub, là cái chữ câu hỏi ở dưới đúng không? Mùa trước là có, mùa này chúng tôi sẽ làm khác. Ví dụ phiên bản Trị Giang đọc thì câu hỏi hiện ra, còn phiên bản Harry Potter đọc là câu hỏi hiện ra trong nhấp nháy. Để người qua phải tập trung vô cái chữ đó. Em xuất hiện là đều có lý do. Có lý do. Anh biết sao không? Tại vì người Việt Nam đọc câu hỏi nó rất là nghe nó bình thường quá. Phải có cái gì đó lạ lạ. Thêm phần thử thách phải luôn. Thêm phần thử thách. Đó, vậy thôi. Em nói nghe cũng được mà. Nghe hay mà, dễ thương mà. Ờ, dễ thương. Với lại giống như cuộc đời mình á, có lúc hên, có lúc xui. Lúc hên, có lúc xui. Vừa rồi là sao? Vừa rồi là sao? Sao ý khí là gì? À, em ơn chị. Vừa rồi là trong cái xui có cái hên. Trong cái đuổi có cái mày. Trời ơi, chết thiệt. Như vậy là đợt vừa rồi, đợt đầu tiên đội thắng là đội của Tăng Phúc, chúng ta chưa có điểm nào. 1-0 xin chúc mừng. Bây giờ lượt thứ hai là ai nè? Dạ, cho con lên nữa. Con muốn lên, mời con. Phương Mỹ Chi. Quốc Khánh. Lên. Ai lên trước nào? Em muốn làm sao? Dạ, em lên trước. Rồi, mời. Mời em. Tới lên. Thưa quý vị, như Quốc Khánh nói hồi nãy, cuộc sống mà có lúc hên, có lúc xui. Có để cho em. Hả? À, đúng rồi. Dạ, đúng rồi. Em. Anh sẽ để cho, dạ, Khánh hôm nay gặp ngày xui. Dạ vâng. Đã. Thưa quý vị, ngay bây giờ là 2 phút dành cho Phương Mỹ Chi, nhanh như chớp. Bắt đầu mở rộng cái sự hài hước, cái sự vui vẻ ra nhé. Dạ. 2 phút bắt đầu. Cá ướp muối không bị ương và thiêu, vậy anh có em thì anh sẽ có gì? Đây là câu đối chữ. Đọc lại, cá ướp muối không bị ương và thiêu, vậy anh có em thì anh sẽ có gì? Có thương và yêu. Lên. Thói quen hàng ngày của những chú bò là mỗi sáng phải rống, vậy mỗi ngày con người thì chúng ta phải như thế nào? Đây là đối chữ. Cố lên. Thói quen của người. Mình tỉnh. Lần cuối nha. Thói quen hàng ngày của những chú bò là mỗi sáng phải rống, vậy của người là gì? Con không biết câu này. Không chính xác. Rồi, thói quen của mấy bò là sáng phải rống, sống thì con người là sống phải ra. Không dám nói chữ ráng lên, sợ mà nó bị nhắc. Để nguyên thì ở biển khơi, thêm nặng tên núi kinh thành cố đô là chữ gì? Núi của kinh thành cố đô hả? Là chú? Đâu là Huế. Có núi gì? Huế. Sông Hương núi gì? Sông núi Ngự. Rồi, đáp án. À, ở biển thì nếu mà giữ nguyên thì có ngư, còn núi thì là có ngự. Lên. Rồi, trời ơi. Ưu tiên cho những bé chưa trưởng thành nha. Dạ, dạ, dạ. Còn mấy bé trưởng thành rồi thì không có nhắc vậy đâu nha. Thông cảm giùm cái, đừng lát phân bì kỳ lắm. Vú voi cái nằm ở đâu? Cái bộ phận mà cho sữa đó. Dạ, ở giữa. Giữa gì? Giữa ngay cái... Giữa cái gì? Giữa thân của nó chứ. Không chính xác. Ý của nó là cái tập ở đây đúng không? Dạ đúng rồi. Giữa hai chân trước. Bạn ném tôi đi khi bạn cần tôi, và kéo tôi về khi không cần tôi nữa. Tôi là cái gì? Con nghĩ nó liên quan tới cái dây hay cái gì đó. Trả lời hết giờ rồi. Có lên. À, thông báo là mình có 2 phút chứ không phải là có 1 ngày nha. Vậy chắc là con đoán đại đi là cái lưới đánh cá. Con biết là... Không chính xác. Dạ. Gần rồi đó. Gần rồi đó. Gần trúng rồi đó. Cái lưới thì mình ném đi thì mình cũng cần để bắt cá, còn mình kéo về là cũng cần để gỡ cá. Còn một cái là ném đi khi cần là cái neo. Kéo về là cái gì? Để cất neo lên không dùng nữa, để tàu chạy. Câu hỏi nào bạn không thể trả lời là đúng vậy? Ủa? Trời khó. Con trả lời đại đi con, chứ nó sợ tiết kiệm thời gian. Dạ không mẹ. Không. Dạ. Không có cái nào hết hay sao? Dạ không có cái nào. Không chính xác. Bây giờ giả bộ đang ngủ nè, nhắm mắt. Đang ngủ hả Phương Mỹ Chi? Con trả lời sao? Dạ đang ngủ. Dễ thương. Mọi người phải hiểu là cái sự thông minh trong cái câu hỏi này nè.
Câu hỏi chúng ta đặt ra là câu hỏi nào bạn không thể trả lời là đúng vậy, bạn đang ngủ hả? Họ hỏi mình là đang ngủ hả, mà mình có thể trả lời bất kỳ câu nào khác thì mình không phải đang ngủ. Dạ con hiểu rồi. Mà mình trả lời là đúng vậy thì mình đâu phải mình ngủ, hiểu chưa? Đó. Rồi, ở khắp nơi nhưng không thể thấy được, có thể bị bắt nhưng không thể bị giữ, không có cổ họng nhưng có thể phát ra âm thanh, là gì? Lại là gió. Lên. Vì sao Trịnh Thăng Bình chia tay người yêu? Đố bài hát, riêng con là chú giải thích hết. Đố hit, đố hit. Chú Trịnh Thăng Bình mới vừa ra một bài hát. Đó, chú đố hit luôn là con không biết được thôi luôn á. Mình không hợp nhau phải không em? Mình không hợp nhau phải không em? Thì dễ thôi, xuống xuống để nói chuyện chút cho cháu nó hiểu. Xuống xuống xuống, tự chế lời cái tụ bác. Bình ơi Bình, vì cháu nó còn nhỏ, mình cũng là ca sĩ. Dạ. Người ta cũng là ca sĩ. Một là mình nói mình không biết to lớn. Chứ không được mình chế bài hát của anh chị đi trước nữa chứ. Em xin lỗi chú Bình. Em xin lỗi Bình. Đó là vì khác biệt to lớn. À, khác biệt to lớn. Hát với lại Lee Kim Cương đó, nhớ chưa? Dạ. Rồi tiếp theo, Trường Giang đang độ tuổi trẻ ngây thơ. Trời. Được ví von như tấm chiếu mới mua, vì sao lại nói như thế? Này là đố vui. Tấm chiếu mới mua, vì sao lại nói như thế? Tấm chiếu mới mua. Chiếu mới mua. Chiếu mới mua thì sao? Mới mua mà. Mua mới chiều. Thôi con trả lời đại. Mua mới chiều. Tại nãy hai đấu lái đó. Chú qua con khác giùm con khác tích tắc. Hết giờ rồi. Trường Giang độ tuổi trẻ ngây thơ, ví von như tấm chiếu mới mua, vì sao lại nói như thế? Vì chưa từng trải. Ở đây á là phải vận dụng ở kiến thức trên mạng xã hội, những cái câu từ mà trend các bạn trẻ hay dùng, và vận dụng vào khả năng hài hước, nên con bị không bằng các anh chị là điều đương nhiên, không có gì phải buồn cả. Dạ, nhưng mà tức quá à, sao không cho con mấy câu thả thính, thả thính. Thả thính. Này con biết mấy câu đó, giống như câu trừ yêu là con biết á, mà con đừng nói trả lời. Vì sao cô gái nói anh là mặt trời còn em là kem? Tại vì gặp em sẽ tan chảy. Chảy. Đó. Hay mình chơi một vòng đi, mình chơi một vòng giống vậy đi chú. Như vậy là Phương Mỹ Chi dù rất cố gắng nhưng không có trùng khớp với những chủ đề cháu đã luyện thi ở nhà. Nên không có sự liên tiếp, chỉ có một thôi thưa quý vị. Để con bé nó bị ngợp, chưa giải đồ mấy câu còn chịu không nổi. Xuống con. Sao đó? Con biết thì anh con cũng không biết đâu, Quốc Khánh cũng không biết đâu. Nhưng mà xí mình đừng có cho anh Khánh biết những đáp án đúng mà con trả lời đúng chứ. Có nghĩa là đừng có cho anh Khánh biết là con trả lời được bao nhiêu câu á. À con muốn vậy đúng không? Con muốn tỏ ra một chút xíu nguy hiểm. Chút xíu nguy hiểm. Ok con, ok con, ok con. Thưa quý vị, thật không ngờ đúng là Phương Mỹ Chi, tài sắc vẹn toàn, giọng ca hay. Chính đáp án liên tiếp chính xác của mình. Thưa quý vị, áp lực đè nặng lên Quốc Khánh. Một người anh đi trước, chả lẽ giờ trả lời được hai câu. Gặp gỡ lại Quốc Khánh. Khi mình thua một đứa em mình thì mình nói là bé giờ nó học được nhiều thứ, có gì đâu buồn. Em nó trưởng thành mình phải vui chứ. Rồi mình phải chiến thắng thêm một vật cản nữa. Đó, là cái ngày hôm nay là ngày xui, ngày hên là do mối quan hệ. Đó. Đó. Vô. Ủa là em mấy câu? Chín. Chín câu. Hồi nãy á, anh chọn thi với em là sai rồi. Khánh ơi, bây giờ cảm xúc của em sao sau khi em biết được là Chi đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu? Quả nhiên là thần đồng. Thần đồng. Phương Mỹ Chi dù rất cố gắng nhưng không có trùng khớp với những chủ đề cháu đã luyện thi ở nhà. Nên không có sự liên tiếp, chỉ có một thôi thưa quý vị. Còn sau khi bầm vừa rồi em biết là em gặp chị thì cảm xúc của em như thế nào? Thì cuộc sống mà. Lúc này lúc kia. Là sao? Ý của em là sao? Chị biết không, cuộc sống có những lúc mà hả, vừa chín câu mà vừa gặp chị nó cũng giống như là nó xui mà năm hạng á. Thái bạch được này đó. Cái gì không, cho nên là sao giờ là... có thể nói với chị là sao đó. Thôi chị không có ưa em, cho em đi lên luôn. Ok cho em đi lên. Nhìn mặt ảnh căng nha. Ê tưởng là không kéo được mà nó kéo được nha.
chị Harry mà đứng xa xa chỗ đó đi chị. Đứng xa xa đó. Ờ em ơi, đi qua luôn em, qua luôn. Cờ qua luôn. Không được chị, không được chị. Sao em, cảm xúc em sao? Rồi em bắt đầu em cảm thấy cuộc đời mình nhiều lúc mình phải hả đứng lên để đương đầu với khó khăn. Kính thưa quý vị, Quốc Khánh đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Đây là đố chữ. Cá ướp muối không bị ươn và thiêu. Vậy anh có em thì anh sẽ có gì? Cá ướp muối không để thiêu. Cá ướp muối không bị ươn và thiêu. Vậy anh có em thì anh sẽ có gì? Có ươn và thiêu, yêu và thương. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo lại là đố chữ. Thói quen hàng ngày của những chú bò là mỗi sáng phải rống. Vậy mỗi ngày con người thì chúng ta phải như thế nào? Sống phải ráng. Chính xác. Ôi, hay á. Trí tuệ nhân tạo. Ủa? Cái đó AI mà phải em đâu. Em. Em là AI hả? Em là AI hả? Em là biệt danh là trí tuệ nhân tạo. À. Trời. À. Để nguyên thì ở biển khơi, thêm nặng tên núi kinh thành cố đô. Đố là chữ gì? Ngự. Hai chữ gì? Ngư, ngư, ngư với ngự hả? Chính xác. Bỏ giống là ngư là trí tuệ nhân tạo kìa. Trời. Ai lấy mẹ? Ai lấy năng lượng? Ai lấy năng lượng? Ai lấy mẹ? Ghê quá. Câu hỏi tiếp theo, đây là liên quan tới kiến thức. Vú voi cái nằm ở đâu? Cái gì chứ? Vú voi cái. Vú. Cái vú á. Vú voi cái hả? Ừ. Vú con voi cái. Vú con voi cái nằm ở đâu? Vú con voi cái. Em thử tưởng tượng coi nó sẽ nằm ở đâu. Ừ con vú vú. Nè em chờ em ngậm thử nha chứ trả lời nha. Chắc vú voi cái chứ cũng giống vú chó nằm ở bụng. Vú voi cái nó nằm ở giữa hai chân. Giữa hai chân mời hai chân nào. À, vậy là hai chân trước hai chân sau đúng không? Đúng rồi. Vậy là hai chân sau đi. Chưa. Chưa, chưa, chưa. Nó đúng không? Đúng không? Đúng không? Mà có đúng không? Tại vì chị thấy nó rất là hợp với em, mình làm nữa đi, làm nữa đi. Đúng không chị? Đúng không? Có đúng không? Hai chân sau. Đây là đáp án. Không chính xác. Đáp án là giữa chân trước. Là giữa chân trước để nó gần cái dồi hơn. Thì để nó đây nè. Thì nó nằm đi chứ đâu có nằm dưới. Nằm dưới. Nằm dưới đúng không? Có cái dồi hiểu không? Thì dưới em cũng nằm ở đây. Thì nó giữa chân phía trước hiểu không? À đúng rồi, đúng rồi. Hiểu không? Hiểu rồi. Rồi câu hỏi tiếp theo. Bạn ném tôi đi khi bạn cần tôi và kéo tôi về khi không cần tôi nữa. Tôi là gì? À, cái này quen nè. Cái này quen nè. Quắn tôi đi khi cần tôi. Yes. Kéo tôi về khi không cần tôi. Yes. Người yêu cũ hả? À? Người yêu cũ hả? À? Tại vì người yêu cũ em là tụi em sống theo là em cần bạn đó. Nhưng mà em phải quăng bạn đó đi. Để cho gì cho cần nhau. Xa nhau mới cần nhau được. Đúng không? Còn khi không cần nữa kéo về để mà hả mình bồi đắp lại tình cảm. Rồi, đáp án. Đáp án là quăng đi khi cần là lấy lại khi ấy là thôi em không biết thôi là bịch rác. Bịch rác, rồi, không chính xác. Đáp án là mỏ neo. Ồ đúng rồi, mỏ neo, quên. Câu hỏi nào bạn không thể trả lời là đúng vậy được? Câu trả nào không trả lời là đúng vậy được hả? Những câu hỏi liên quan tới tương lai. Tương lai anh vẫn hỏi được. Không chính xác. Đáp án là bạn đang ngủ hả? Ủa sao y chang vậy? Thì đó. Đâu nãy là chị vô tình đó mà trùng câu hỏi trong đó mới hay chứ. Trí tuệ nhân tạo đâu? À quên. Ở khắp nơi nhưng không thể thấy được. Có thể bị bắt nhưng không thể bị giữ. Không có cổ họng nhưng có thể phát ra âm thanh. Đố là gì? Loa LG. Âm thanh phát ra từ loa LG X-Bomb. LG luôn trong tim tôi. Không chính xác. Đáp án là gió. Gió. Vì sao Trịnh Thăng Bình chia tay người yêu? À, giữa chúng ta có khoảng cách quá lớn. Không chính xác. Đáp án là khác biệt to lớn. Ờ, đúng rồi, bài hát đó là vậy mà. Ờ, mà em là khoảng cách chúng ta gì đó. Nó không có liên quan, đúng không? Ồ. Yeah, sai rồi. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Đây là đố vui nha.
Trường Giang đang độ tuổi trẻ ngây thơ được ví von như tấm chiếu mới mua. Vì sao lại nói như thế? Tấm chiếu mới mua, tấm chúa mới... Không, không phải theo cái nghĩa đó. Nhìn rất là cuốn, nhìn là muốn cuốn đi. Vậy là không có gì. Cuốn, anh nghe anh cuốn đi. Cuốn lắm. Em muốn cuốn. Cuốn anh, em muốn cuốn anh hả anh? Ý là nhìn anh là trẻ trung á, nhìn anh chiếu á, thường thường người ta cái nhìn chiếu là muốn cuốn. Tức là nhìn anh muốn cuốn. Cuốn để làm gì? Cuốn hút á. Cuốn hút hả? À? Dạ. Hay mà. Trẻ trung ngây thơ không mới gì cuốn hút. Đáp án ở đây á là vì chưa từng trải. Ồ. Câu này không chính xác. Kính thưa quý vị, như vậy là Quốc Khánh đã cố gắng hết sức vượt qua được ngôn ngữ, cuối cùng đạt được 3 câu hỏi. Ở vòng 1 thì đội Phương Mỹ Chi thắng, ở vòng 2 thì đội Phương Mỹ Chi. Không thắng, không thắng. Đội Quốc Khánh thắng, tỷ số là 1 đều. Ủa? Thắng rồi, em thắng rồi. Phương Mỹ Chi mấy câu? 1 Chết em á. Em nói gì đi? Đã? Sao chị là cái gì? Không. Chị là cái gì của em? Chị là một người chị rất là tập trung. Em cảm thấy lúc mà chị Harry á đọc cho em, chị Harry ánh mắt rất là nghe đi Khánh. Em thấy rất là, thấy chị rất là ngôi sao may mắn của tất cả những đội thi. Chương trình nhanh đi chết. Yeah. Yeah. Thưa quý vị, riết là không biết đâu là thật, đâu là giả. Bây giờ lượt tiếp theo là ST và Jeremy. Các bạn ơi, nói thật lòng nha, thấy đẹp đôi không? Quá đẹp đôi luôn ha. Em muốn sao? Em sao cũng được hết á. Chứ sao gì cũng được. Sao vậy? Vậy anh đưa em lên. Ôi, có gì vậy Giang? Là lần thứ mấy mình đến với chương trình? Dạ lần thứ hai. Lần thứ hai thì kinh nghiệm rồi. Tuy nhiên nhưng là mà quên mất tiêu hết trơn rồi. Kiểu cái cảm giác nó mùa này có những câu nó lắc léo hơn để cho nó vui hơn tí. Dạ. Nha. Nhưng mà hồi hộp á. Sao? Con sẽ ổn. Đi đâu hồi hộp? Tại vì sợ mẹ coi á, sợ mẹ coi á. Dạ. Lo vậy. Thực ra thì chắc bạn cũng không biết giờ bắt sóng đâu. Chương trình sẽ gửi email cho mẹ để nhắc mẹ tới đó mở ra coi. Cả hai mẹ coi cùng lúc. Em cảm ơn chương trình. Rồi. 2 phút dành cho Jeremy, nhanh như chớp. Dạ. Quá dễ. Đây là câu đối chữ gò gì đi dễ té. Gò bắp. Lên. Lại là đối chữ gò gì trơn trượt khó đi. Trơn trượt khó đi. Gò ngã hả? Gò ngã là ở đâu hả? Gò. Trời ơi. Nhanh. Dạ. Gò chôm. Gò chôm. Không thích khác. Gò gì vậy chú? Gò dầu. Dạ tiếp tục đi chú. Vẫn là đối chữ. Thoải mái ra. Gì đâu căng thẳng vậy? Sao không biết sao con căng vậy luôn á. Tức ghê. Bánh gì sống cùng rong rêu? Bánh gì sống cùng rong rêu? Rong rêu là ở đâu? Ở dưới đó có gì đó? Mà ráp vô cái tên nó có nghĩa. Bánh gì sống cùng rong rêu? Rong rêu ở đâu? Rong rêu ở dưới hồ. Dưới hồ nước. Hồ nước có gì? Hồ nước thì chung kiểu với rong rêu là có gì? Rong rêu cá biển. Cá. Dưới hồ nước mà cá biển. Bánh gì sống cùng rong rêu? Bánh bánh ít. Bánh ít. Không chính xác. Bánh cá. Bánh cá. Cá.
bánh cá nè, cá rồi, bánh, bánh cá là cái bánh cá mà hình con cá. Đúng, đó bánh cá đó, bánh kem cá rồi đó. Đó là đại đêm đang bị tí o rồi, sai cũng vậy à, đúng cũng vậy à. Ô nãy giờ chưa chưa đúng không nào luôn hả? Ôi trời trời chết rồi mẹ ơi. Đó mẹ ơi, áp lực gia đình rồi, kêu mẹ luôn chết. Cá kho làng Vũ Đại được làm từ loại cá gì, cá chấm, cá chép hay cá trôi? À, cá chấm, cá chép hay cá trôi? Không là cá nào hết. Không là cá nào hết. Xin lỗi thầy bác. Không, chính xác. Cái món này là món nổi tiếng, người ta kho một lần hai mấy tiếng đồng hồ. Tết là người ta kho hàng loạt, nguyên một cái làng luôn ha. Con không ăn cái cá đó. Con không ăn cái cá đó. Trời, thích, tôi giống ba nó vậy trời. Ốc và kiến là đôi bạn rất thân. Hỏi hai con vật còn lại là con gì? Đây là cách chơi chữ. Ốc và kiến. Kiến và ốc. Em nghĩ là mẹ nên buồn đi. Trời ơi mẹ ơi. Ốc và kiến còn lại là gì? Ốc và kiến. Thôi có gì gửi mail sau kiến đi nha. Kiến và thóc. Kiến và thóc. Rồi, không chính xác. Ủa nếu như mà hai đứa bạn thân rồi thì đâu có còn bạn nào nữa đâu. Bé này ở đâu ta? Mua về bỏ tôi bút phê chứ. Ai biết? Yến và cóc. Đúng rồi. Trời ơi. Cóc ốc và kiến và yến thì và cóc. Thì chơi chữ là con yến và con cóc. Là con chim yến đó. Áp lực lắm anh ơi, lên trận những áp lực. Những câu như vậy mà trả lời không được thì những câu này chắc chắn chết. Thủy gì cao gấp đôi Trường Giang? Đố vui thôi, miễn sao nói vui là được. Thủy gì cao gấp đôi Trường Giang? Đầy biết. Trời ơi, dễ ẹt luôn. Thủy gì cao gấp đôi Trường Giang? Ờ, cùng nghề kìa nè. À, nghề luôn đó. Vậy luôn nè. Nó cao cao á. À, chị Thủy Tiên. Chị Thủy Tiên. Thủy Tiên nào? Thủy Tiên là người mẫu hả? Bé ở nhà đâu à? Thủy Tiên là người mẫu bao giờ đâu? Đó là Thủy Mau ha, hay gọi là Mau Thủy đó. Áo đồ lắm anh. Nè, nè, cái này trả lời được luôn mới là hay nè. Kem gì có vị dâu nhưng thường không ai ăn? Gì á, gì á, gì á? Anh ơi, đây là không phải là cùng đội. Ờ, cũng phải cùng đội rồi, không phải cùng đội đó. Kem gì có vị dâu nhưng thường làm phước. Kem đánh răng. Kem đánh răng. Trời ơi, đó vậy mà biết luôn, hay thiệt nha. Luôn á. Cạo lông mèo sẽ khiến các bé mèo bị căng thẳng, đúng hay sai? Cạo lông mèo sẽ khiến các bé mèo căng thẳng. À... nhìn anh nè. Sai. Tốt. Đúng, sao vậy? Tại vì con nghĩ là cái con mèo nếu như mà cái lông của nó là cái vẻ gợi cảm đẹp nhất của nó, mà nếu như mình cạo cái lông của nó thì nó sẽ rất là buồn, ánh mắt nó sẽ rất là buồn. Làm con nhớ đến cái câu chuyện mà con mèo của chị Harry, thì con nghĩ là nó sẽ rất là buồn. Cái phần phân tích bỏ qua, trả lời đúng lên. Trời ơi. Con người không có lông cũng chết. Con người không có lông cũng chết. Vì sao? Không có lông mài chết vì xấu. Chết vì xấu. Nghe nè, đối chữ ha. Dạ. Hà gì không ồn ào? À, Hà Tĩnh. Vậy mà nó biết luôn, trời ơi, bé hay quá lên. Mẹ ơi. Nhân vật thám tử nổi tiếng nhất Anh Quốc tên là gì? Dạ. Thám tử nổi tiếng nhất của nước Anh. Nước gì ạ? Nước Anh. Làm biết bao nhiêu phim rồi, biết bao nhiêu chuyện. Ai cũng biết hết. Sao vậy? Ủa, Harry Potter là làm nghề gì? Không tưởng con Na hả? Con Na đúng không? Kìa. Không thể kiếm một Giang Mi thứ hai được. Em thấy Giang Mi rất là đặc biệt. Con thuộc về thế giới này. Hãy về vũ trụ đi. Nhưng mà đâu có ai nuôi vậy đâu. Đâu có ai nuôi vậy đâu. Trời đất ơi. Công ty cũng lo lắm, mẹ cũng lo lắm, nên bởi vậy mới ngăn cản không cho tham gia đó. Nhưng mà biết sao giờ, con nghĩ là qua chương trình này thì con mong là mẹ sẽ đồng ý cho con tham gia để con có thể học hỏi thêm nhiều câu hỏi hơn nữa. Con tham gia rồi mà đồng ý gì nữa? Con lén đi ha.
cho chị chạy nước biển được không? Tôi cảm thấy tôi bị vỡ vụn cảm xúc và huyết áp bị tăng dần theo thời gian. Vỗ tay cho Sammy, quá dễ thương ngày hôm nay. Chúng ta gặp gỡ lại ST Sơn Thạch. Em nó thì rất là vui, tạo ra rất nhiều tiếng cười. Mặc dù chỉ mang lại 3 câu trả lời liên tiếp chính xác thôi, nhưng mà vui lắm, cười muốn xỉu. Anh nói thiệt là vợ anh nói nhận làm con nuôi liền luôn. Thôi em lên đây, còn em xuống kiểm phi thuyền về đi. SC đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Bố chữ gò gì đi dễ té? Gò bóc. Chính xác. Bố chữ gò gì trơn trượt khó đi? Gò dầu. Chính xác. Giận. Lại là bố chữ bánh gì sống cùng rong rêu? Rong bánh. Rêu. Bánh hả? Bánh ướt. Bánh bánh cá. Bánh cá. Chính xác. Làm vũ đại được làm từ loại cá gì? Cá chấm, cá chép hay cá trôi? Cá chấm. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo là chơi chữ. Ốc và kiến là đôi bạn thân rất thân. Hỏi hai con vật còn lại là con gì? Ốc và kiến là đôi bạn thân rất thân. Yến và cóc. Chính xác. Chính xác. Câu này là đố vui nha. Thủy gì cao gấp đôi anh Trường Giang? Thủy gì cao gấp đôi anh Trường Giang? Thủy triều. Không có chính xác, đi xuống. Trời ơi, tại em nghĩ là Trường Giang là một cái sông á anh. Trời, đáp án là Thủy Mâu. Rồi câu hỏi tiếp theo. Kem gì có vị dâu nhưng thường không ai ăn? Chị nói lại giùm em. Kem gì có vị dâu nhưng không có ai ăn á? Kem rửa mặt hoặc là cái kem dưỡng hoặc là này kia đó. Đúng rồi. Chính xác. Chính xác. Cạo lông mèo sẽ khiến các bé mèo bị căng thẳng, đúng hay sai? Sai. Sai. Và đáp án sai, không chính xác. Ủa, tại em nghĩ là đúng mà thường cái đáp án ở đây thường là nó sẽ ngược lại. Đấy, ổn quá. Đáp án là đúng. Câu hỏi tiếp theo. Hà gì không ồn ào, đố chữ. Và đây là tên của một tỉnh thành. Hà Tĩnh. Chính xác. Nhân vật thám tử nổi tiếng nhất Anh Quốc tên gì? Sherlock Holmes. Yes. Nhà của ông ấy ở thành phố nào? Ở Anh Quốc nha, thành phố nào? London. Chính xác, London. Đúng không? Kính thưa quý vị, như vậy là ST đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Hai một nghiêng về đội ST. Bây giờ là còn một bộ câu hỏi nữa. Chúng ta hãy lựa chọn một người không phải người vừa thi để đấu với nhau. Nếu đội mình thắng là thắng luôn trong cuộc. Nếu đội mình thắng là tỷ số hòa, chúng ta tìm một câu hỏi phụ. Chị muốn thi với em nữa không? Em chị nữa hả? Rồi chị. Giáo Nguyễn, mời hai đi luôn. Đó, bây giờ ai lên nè? Hồi nãy chị Yến lên rồi, giờ chắc em lên. Mời Phúc. Rồi. Tăng Phúc sẽ đến với chúng ta 2 phút. Cùng Tăng Phúc nhanh như chớp.
Khi bạn lột da tôi không khóc, nhưng bạn lại khóc. Tôi là gì? Củ hành. Yes, sir. Lên. Yeah. Màn gì không dùng để che đậy? Màn hình TV. Màn hình TV. Lên. Màn nào có thể bao trùm được cả một đất nước? Màn hả anh? À, không có G đó. Không có màn. Màn hình TV luôn. Không, chính xác. Đó là màn gì? Màn đêm. Đúng không? Đơn giản không? Rất đơn giản luôn á. Chân gì cần phải đi tìm? Chân tình. Cũng chính xác. Lên. Ngoài bột, đường, nước cốt dừa và lá dứa, còn một nguyên liệu quan trọng khác để làm bánh da lợn là gì? Sữa. Không, chính xác. Vì bánh da lợn có nước cốt dừa rồi thì không cần sữa. Nguyên liệu đó là? Đậu xanh. Đậu xanh. Đúng rồi. Là lãnh đạo một tổ chức, điều cấm kỵ hàng đầu là gì? Đố chữ. Lãnh đạo một tổ chức. Đây là câu đố chữ. Đầu hàng. Lên. Yeah. Câu này là rất dễ nè. Giang My tự trả lời được không nha? Cảng gì không gần sông gần biển? Cảng gì không gần sông gần biển? Cảng em lại đi anh. Tào lao. Gì vậy? Biết không? Nói nghe coi, nói nhỏ nghe coi. Không gần sông gần biển. Không lẽ không phải cảng đường đâu. Cảng gì đây? Coi như chúng ta chưa có phan ghi hình gì rồi. Em biết. Thôi. Exactly. Đúng rồi đó, cái anh vừa mới nói đó. Làm vậy cũng được luôn à. Hết giờ. Cảng. Thua người ta là thua đường. Luôn. Bỏ cảng đường đi, cảng đường. Cảng đường qua đi. Rồi. Mình có hay ra sân bay không? À, cảng hàng không. Biết chú. Thôi chú đừng nói. Cảng gì anh, cảng gì. Em đừng muốn em tò mò quá. Thôi, mất công cháu nó buồn. Mấy con mẹ nó biết là nãy nói với lỗ tai Trường Giang là cản trở kỳ lắm. Đây là câu đố chữ. Bánh gì không bao giờ ốm? Bánh ấu. Lên. Dễ quá. Những người gầy có nên giác hơi hay không? Thì muốn giác thì giác thôi. Không, chính xác. Thưa quý vị, là khi chúng ta hỏi là chúng tôi luôn có cái vế là những người có nên giác hơi hay không, nên hay không nên. Còn chuyện ai muốn giác thì mình đâu cản được, đó là chuyện đương nhiên. Còn không nên giác hơi bởi vì sao? Cái lớp da nó đàn hồi kém, nên nó tổn thương da, mạch máu nó không có tuần hoàn được. Dạ. Thái gì không bao giờ đứt? Đố chữ. Thái Nguyên. Chính xác. Đây là câu đố chữ. Cùng nhau tạo nghiệp gọi là gì? Đồng nghiệp. Lên. Tuyến cáp treo nào ở Việt Nam đạt nhiều kỷ lục thế giới nhất? Vinpearl. Không, chính xác. Bà Na. Tổ chức Guinness World Record công nhận đạt 4 kỷ lục Guinness thế giới, gồm cáp treo 1 giây dài nhất thế giới, độ trên giữa ga đi và ga đến cao nhất thế giới, chiều dài 1 sợi cáp không nối dài nhất thế giới và cuộn cáp nặng nhất thế giới. Đó chính là cáp treo Bà Na. Như vậy là sau 2 phút, Tăng Phúc mang về 2 đáp án liên tiếp. Chúc mừng. Chúng ta gặp gỡ lại siêu mẫu Võ Hoàng Yến. Đây, Võ Hoàng Yến. Người ta có 2 câu thôi. 2 câu thôi. Ủa? Giờ ý sao? Là em thua rồi hả? Hả? Ý là sao giờ? Ý là mình qua số 2 là mình thắng luôn rồi đó. Ghê vậy thì có. Ai đang xạo em phải không? Khán giả có xạo không khán giả? Lên đi, nói chuyện hoài mệt quá. Cuộc khán với ST cảm thấy hôm nay Võ Hoàng Yến sẽ trả lời được mấy câu liên tiếp. Chậm dí su, nói su su, đừng nói nhiều quá. Rớt đó, một câu cũng được nữa. À, su, ừ, rồi thua. Chậm dí, ừ, thua. Thua. Thua nha. Đó, thua banh nhục. Thua banh luôn. Bể kèo. Ừ. Cái gì vậy? Su cà đa. Su cà đa nha. Cái gì á? Thua nha, đó. Kính thưa quý vị, Võ Hoàng Yến đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Khi bạn lột da tôi không khóc, nhưng bạn lại khóc. Tôi là gì? Bạn lột da. Khi bạn lột da tôi không khóc, nhưng bạn lại khóc. À, mình lột da người ta. Lột các người làm không gì là người ta không khóc mà mình khóc. Người ta lột da mình. Người ta lột da mình. Ờ. À, đúng rồi.
Vũ Hành, chị sao? Người ta lột cho mình. Thưa quý vị, tôi Khánh đứng đây mà nghe hai câu chuyện này tôi thấy, ủa chứ bộ tộc nào vậy ta? Khi bạn lột da tôi. À, mình lột da người ta. Người ta lột da mình. Ờ, trời ơi. Vũ Hành. Rồi, câu hỏi tiếp. Màn gì không dùng để che đậy? Màn. Màn. Cái màn á hả? Màn gì không che đậy hả? Đúng rồi. Cái màn hình TV kìa. Chính xác. Bạn rồi đó, bạn rồi đó. Bạn rồi hả? Ồ, một bà. Câu là thắng. Bước vào vòng đặc biệt. Xu. Lại là màn. Màn nào có thể bao trùm được cả một đất nước? Màn bao trùm đất nước hả? Khí mài trên đó hả? Màn sao trời. Màn đêm. Chính xác. Nhìn lên đây nè. Sao nhiều quá. Sao nhiều quá. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Chân gì cần phải đi tìm? Chân lý. Yeah. Ngoài bột, đường, nước cốt dừa và lá dứa, còn một nguyên liệu quan trọng khác để làm bánh da lợn là gì? Khoan lại, bánh da lợn, bột, đường, nước dừa. Lá dừa. Lá dừa. Còn thiếu một cái. Trời dễ ẹt luôn á. Gì vậy? Gì? Cái lớp màu vàng vàng ở giữa đó. Là gì vậy? Đậu chanh, 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 chính xác. Tiếp theo là đố chữ. Là lãnh đạo một tổ chức lớn, điều cấm kỵ hàng đầu là gì? Đố chữ á, đố chữ. Chơi chữ, chơi chữ. Đố chữ nha, chơi chữ đó. Hàng đầu, đầu hàng. Chính xác. À, bây giờ Harry muốn hỏi hai bạn là liên quan tới cái cảng á, có trả lời được không? Cái gì? Được, cái này được. Được, được. Được. Cái này chịu trả lời được. Cái gì? Rồi. Cái cảng là cái cảng gì không gần sông, gần biển? Cái gì? Cảng gì không gần sông và gần biển? Cảng hay là cảng chợ? Cảng hay cảng gần? Cảng gì không gần sông, gần biển? Không gần sông, không gần biển hả? Mà người ta vẫn gọi là cảng. Cảng hàng không. Cảng hàng không. Câu hỏi, bố chữ. Bánh gì không bao giờ uống? Bánh gì không bao giờ uống? Chính xác. Có tính kiến thức. Những người gầy có nên dắt hơi hay không? Người gầy có nên dắt hơi không? Ờ, không dắt hơi chắc chết luôn á thiệt đó. Chính xác. Thái gì không bao giờ đứt? Thái gì không bao giờ đứt? Bố chữ. Không bao giờ thái gì không bao giờ đứt? Thái gì không bao giờ đứt? Cái chân. Thái gì không bao giờ đứt? Thái. Thái Nguyên. Kính thưa quý vị, như vậy là Võ Hoàng Yến đã đúng đáp án liên tiếp 9 câu. Như vậy là số 9 nó nhiều hơn là hồi nãy mình số 2. À dạ. Cho nên là đội bạn đã thắng tỷ số 3-1. Bây giờ vậy, chúng ta sẽ dừng lại với phần thưởng của chương trình từ nhà tài trợ chính như đã nói. Đó chính là mỗi bạn một bộ tai nghe không dây của LG mang tên là Ten Pre. Và phần thưởng giá trị bằng tiền mặt là 12 triệu đồng. Chúc mừng. Đây là món quà dành cho tuổi em. Chà chà. Dạ, em cảm ơn chị. Rồi, đây. Còn đội chúng ta hiện tại đừng nói về giải thưởng. Vì sao? Chưa chắc. Nhiều khi ở vòng trong mình hốt luôn thì sao? Bây giờ lúc chúng ta bước vào vòng đặc biệt. Xin mời. Chúng tôi sẽ đưa ra một câu hỏi dành cho các bạn và các bạn phải trả lời 20 đáp án trong vòng 1 phút là xong. Hồi hộp, cảm giác mà bồi hồi bỡ ngỡ. Nhưng mà có bao giờ được vô vòng đặc biệt hết á. Ủa vậy hả? Ê tì rồi. Lần đầu tiên thì Khánh lần đầu.
Câu hỏi của chúng tôi ở tuần này, hãy liệt kê 20 môn học của cấp 1, 2 và 3. Bắt đầu. Công nghệ. Tiếng Việt. Ngữ văn. Toán. Nghề nghề nghề. Ngữ văn. Hình học. Giáo dục công dân. Vẽ. Kỹ thuật. Quốc phòng. Hát. Âm nhạc. Thể dục. Hóa học. Vật lý. Vật lý. Vật lý. Tiếng Việt. Đạo đức. Sinh học. Anh văn. Tinh học. Ngoại ngữ. Ngoại ngữ hả? Giáo dục công dân. Rồi. Địa lý. Địa lý. Lịch sử. Lịch sử. Lịch sử. Vẽ. Lý thuật. Rồi. Điện. Tích. Ok nghe. Hết giờ. Hết thời gian và chúng ta chờ đợi bao nhiêu đáp án chính xác được đưa ra thưa quý vị. 60 giây mà 20 môn học của 3 cấp 1 hay 3 mà nhớ kỹ là khó lắm đó nha. Và các bạn là những người cũng không làm được, 17 đáp án chính xác. Rồi. Ba cái nữa là 60 triệu. Nhưng nó không bao giờ bằng cái việc mà chúng ta đã bước vào vòng trong. Mời bước lên đây nào. Ngày hôm nay các bạn sẽ ra về với tiền thưởng là 18 triệu đồng. Kèm theo mỗi người sẽ mang về một cái loa của LG, loa Bluetooth mang tên là X-Boom Go. Go là đem về đi đó. Yeah, chúc mừng. Ủa? Chúc mừng. Bây giờ hỏi thật lòng nè, vui không? Vui. Vui đúng không? Yến thấy vui không? Tức. Tức gì? Tức câu Thái. Thái Nguyên á hả? Càng vô trong mà... phần thưởng càng lớn. Đúng, yeah. Đúng rồi. Và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Nhanh Như Chớp. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ ba hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn nhà tài trợ chính LG Electronics Việt Nam đã đồng hành cùng với chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Hải là người thích tự vệ. Hải sống ở đâu? Hải... ở nhà Hải á. Không ra đường là không bị gì hết á. Hải là một người sống tự vệ. Hải tặc. Trời ơi. Hải tặc là sắp tới biển đó. Trời ơi. Đồng gì rất sợ hổ. Sao không hành. Cái gì vậy? Sợ con hổ đó. Các nghệ sĩ xin hãy tự trọng. Justity tên thật là gì? Ôi trời ơi, tại sao lại hết giờ. Tại sao? Justity anh ấy tên thật là Nguyễn Thị Ti. Sao các bạn nữ hay bọn em cũng hứa về nhà có được người yêu nổi danh là đi vô chị nước biển, vô chị nước biển, vô chị nước biển. Hoa gì ở quê chị? Hoa gì ở quê chị?